Minh Hồ hả? Hàn Quốc luôn hả? Dạ. À dạ hả? Người Hàn Quốc á hả? Dạ ghê dạ hả? Nổi tiếng quá mà. Chị đẹp á. Chị đẹp bữa nay làm vô rau à. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố nha. Hôm nay ghé lại ngay chỗ chị đẹp, ngay chỗ các anh hot boy nè, để xem tình hình thế giới da gà như thế nào. Dạ. Cuộc Sống Sài Gòn TV. Dạ. Vậy hả? Đây là ông chủ này. Còn phía trong là chị chủ. Chị đẹp. À, còn phía bên này là sếp đầu bếp. Lâu lắm hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV mới ghé lại đây cập nhật tình hình thế giới da gà cho cả nhà nha. Hơn tháng. Mùa dịch này làm đỡ không anh? Được. Dạ. 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 Dạ cũng như vậy anh à. Lấy gì? Đó nè. Lấy gì anh? Mấy lạng? Mấy? 10.000 một lạng. 10.000 lạng. Khách đang đứng rất là đông nha quý cô chú anh chị và các bạn. Khách đứng hàng dài. Đó, hàng dài để chờ thưởng thức món da gà chiên. Đây là đầu bếp chính nè. Đầu bếp chưa giờ luôn á. À, từ trưa giờ luôn. Gì đầu bếp chưa vợ hả? Bỏ vô à. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV ghé lại địa chỉ là ngay chỗ đường An Dương Vương và đường số 1 này cả nhà. Đó thì quay lại những cái hình ảnh về cái địa điểm mà da gà cực kỳ là hot trong cộng đồng trong thời gian vừa qua, thì tình hình buôn bán như thế nào nha cả nhà. Đây mọi người đứng cũng khá là đông. Dạ anh. Dạ. Ồ, da gà bây giờ ra đó cả nhà. Đây. Wow. Đông lắm cả nhà ơi. Còn mọi người đứng. Dạ, Cuộc Sống Sài Gòn TV. Dạ. Cảm ơn anh nha.
đứng ở phía bên ngoài này cả nhà, để quay toàn cảnh cho quý cô chú anh chị và các bạn nha. Mọi người đang đứng chờ. Tiếp nghe nha. Cuộc sống Sài Gòn TV. Chiên không kịp luôn mà. Tuyển thêm mấy em chân dài nữa. Anh. Hả? Không tuyển mấy em chân dài hả? À, mấy anh 6 múi rồi không? Dạ, một muối thôi hả? À, bữa 6 muối bây giờ lên một muối đúng không? Dạ. Giờ gà nhiều quá. Vui. Ồ, chị đẹp ra nè cả nhà ơi. Hút cơ da gà đó. Đó. Ấy vô liền hả? Mới cắt xong mới nói hút cơ da gà xong mới vô luôn. Đây là anh chủ nha cả nhà, đó là vợ của anh đó. Tắc nè, muối nè, anh chuẩn bị sẵn luôn. Khách thì đứng ở bên ngoài chờ cao thủ chiên da gà. Đứng ngay chỗ kia một đổi là dính dầu á. Dạ. Thấy anh nó mập lên nghe chứ. Đúng không anh hả? Thấy tăng ký á. Ăn da gà nhiều quá lên. Ăn da gà lên ký. Bà đó nó tối nó mặt nhiều quá. À, dạ hả? Rồi biết. Anh giao cho khách. Đó lên nào á. Dạ đúng rồi. Đâu? Ai ra một mềm của bên này trước này. À đơn nào hả? Đúng không? Rồi tí. Trong bếp có ai mà đây là mới kêu đây phải không? Cả nhà ơi, anh để tức là chiên không kịp cho khách đó. Có mấy cái 21. Hai cái đúng rồi. Hai cái. Mười ngàn lạng nha cái nhà. Mề cũng vậy luôn anh hả? Không thay đổi gì hả? Mề 15. Mề 15. Có cái da này là 10 ngàn thôi. Dạ. Mọi người hỏi đó là da gà ở đâu mà sao nhiều dữ vậy? À, công ty. Biết bao nhiêu con gà đây trong đây cả nhà. Đó, anh ship cho Now Food đó. Now Food. Anh nói là mình nói là bữa nào anh bán da heo là nguyên mấy trăm ký da heo luôn. Anh nói là dạ. Dạ. Quá là nhiều luôn cả nhà. Ở đây là thiên đường da gà mà. Hôm nay ẩm thực đường phố Sài Gòn ấy, thì cuộc sống Sài Gòn TV ghé lại da gà chiên 102 nha cái nhà, ở đường An Dương Vương. Hiện tại là rất nhiều anh chị đứng chờ đầu bếp cao thủ chiên. Ba da hai mà dạ. Hai da không? Trong bếp anh có một phần ba hai với một phần hai da ở phía đây nguyên luôn đó, rất là nhiều. Ba da đó.
đứng, mọi người xếp hàng dài để chờ thưởng thức da gà nha cả nhà. Đây, hiện tại là đầu bếp làm 2, 4, 6 bếp mà không kịp luôn á. 6 bếp mà chiên không kịp luôn á. Khủng khiếp, đúng không cả nhà? Khủng khiếp, đầu bếp làm không kịp bán. Ẩm thực đường phố Sài Gòn thì cuộc sống Sài Gòn TV hôm nay ghé lại địa chỉ da gà này, chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn để xem tình hình như thế nào. Thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng thấy đó, rất là nhiều da gà nha. Hiện tại là đầu bếp đang làm hết công sức luôn, chiên 6 nồi nha các bạn, 6 nồi nhưng mà gọi là không kịp để cho khách đứng chờ này các nhà. Chủ bỏ muối vô nè, chuẩn bị trong bịch trước đó nha, tắt là bao chua nha. Đúng rồi, dạ. Chua bên này. Dạ. Tắt là bao chua. Cái hồi nào mà thiếu chai gà ông chủ kiếm da nào chiên luôn không? Lúc nào cũng có này, cái này dạ. Dạ. Lúc nào cũng có không anh? Dạ. Cần bao nhiêu cũng có không anh? Cái này là bao nhiêu đây, chắc cũng 100 con gà, 100 con anh ạ. Đó, hơn 100 con anh ạ. Cách này, cách đứng chờ nha cả nhà. Cách đứng chờ. Anh đang nào phút đi. Đề gà là 15 nha nha. Da gà là 10. Hai là 50. 5 lạng da gà. Dạ. Mua 50 là anh bán 50. 5 lạng. Đây là ông chủ da gà nhiều nhất Sài Gòn. Chắc nhiều nhất Sài Gòn anh à. Biết đó hả? Đâu có chỗ nào bán nhiều hơn đây đâu. Đâu có chỗ nào nhiều bán nhiều hơn đây đâu. Dạ đúng rồi, ở đây bán nhiều nhất. Dạ. Thì anh sực chơi gà của anh là có rồi. Dạ. Nổi tiếng thấy như thế nào anh? Ra ngoài đường em út rồi nó kêu không? Ủa không kêu hả? Sao kỳ lạ? Hả?
mấy chị đẹp là để ý chứ, vợ vô trong rồi. Dạ. anh chủ dễ thương lắm đó nhà ơi, nói chuyện vui. Nuôi lính sao mà từ 6 muối trở thành 1 muối rồi thôi chứ tiêu rồi. Từ 6 muối mà trở thành 1 muối là biết rồi. Ở đây mình thấy lúc nào khách cung ứng cũng khá là đông nha cả nhà. Đây nè, nào cút cút đi. Lúc trước anh chủ là 6 muối nha cả nhà, bây giờ anh chủ bắt đầu là tròn tròn lại trở thành 1 muối rồi. Số 1. Hả? Bây giờ trở thành số 1. Số 0 tròn tròn không có nữa. Trong nè, quay lại cảnh cho quý cô chú anh chị và các bạn nè. Mọi người đứng chờ nha. Tiếp anh vừa phân ra mà vừa xem trên foodie rồi cả nhà. Trên app á. Ráp à? Dạ. Hai da một mẹ. Chờ tới hơn nửa tiếng đồng hồ mới có được da gà mà. Đúng không? Hơn lâu. Dạ. Hết công sức luôn, đầu bếp làm hết công sức luôn mà không kịp mà. Đầu bếp chạy không kịp à. Nè. Đó, thấy chưa? Khách nó đầu tư thêm mấy cái bếp nữa đó. Đó, đầu bếp chiên không kịp mà. Hai da một mềm. Hai mà đúng không? Hai một đúng không? Rồi, da gà cũng đang giữ. Da gà nổi tiếng quá mà. Giá gà nhiều nhất Sài Gòn mà. Anh nói kêu nơi nào nhiều hơn chỗ này thì tới tìm anh hả? Hả? Học khách tới cái nhà. Năm gia nè. Đây khách đứng rồi cả nhà. Hôm nào mình đeo 100 cây vàng mình chơi sóc luôn. Vừa chơi gà nhiều mà. Có tiền mua nè. Dạ. Làm gì có tiền mà mua 100 cây vàng. Ờ, vừa chơi da gà mà vừa da gà nhiều mà vàng cũng nhiều nữa anh. Ồ, khách rồi.
quá là đông. Bạn người Sài Gòn đến thưởng thức da gà của anh này. Quá, quá là hot. Hot hồn hột luôn. Cái chỗ dễ thương quá mà. Đúng rồi. Chỗ dễ thương. Chạy vòng. Chạy hai vòng đi anh. Một vòng không kịp đâu. Đó. Một vòng nửa tiếng á. Anh chạy hai vòng là tới. Hồi trước không có Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hôm nay em ghé lại địa chỉ da gà chiên giòn nè 102 thì cập nhật tình hình cho quý cô chú anh chị và các bạn. Anh vẫn bán bình thường nha cả nhà, vẫn bán bình thường và nhiều lúc chờ khách chờ phải nửa tiếng mới có da gà. Đặc biệt là anh chủ rất là dễ thương. Ai tới trước? Dạ chiên trước anh hả? Dạ. Dạ. 50 phút thôi. 50 phút à. Từ nãy em đứng thấy khách đứng nửa tiếng. Do mua nhiều quá. Dạ. Đó. Bình thường có 50 phút là có. Bình thường là 50 phút à anh. Dạ. Dạ. Hiện tại là anh đang chiên 6 bếp mà hết công sức á. Bye bye, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình nha. Mình sẽ thường xuyên cập nhật địa chỉ da gà này cho quý cô chú anh chị và các bạn để quý cô chú anh chị và các bạn biết đến ủng hộ và thưởng thức nha cả nhà. Bên cạnh. Phút là có một phần phải không? Vậy mà hồi nãy nói khách là quay hai vòng chứ một giờ khách kia đi một vòng không chịu. Có quay hai vòng. Nếu khách quay hai vòng thì tưởng là nửa tiếng chứ, đông quá. Khách tới rồi.